Xin kính chào quý bà con. Hôm nay thứ ba ngày 23 tháng 8 năm 2022, chuyên mục giá cả thị trường nông sản hôm nay của kênh Nhà Nông Miền Tây xin cập nhật giá xoài các loại cho quý bà con tham khảo. Giá xoài hôm nay tại các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ tiếp tục ổn định đi ngang nhà quý bà con. Giá hiện tại kênh cung cấp cho quý bà con thời điểm này chỉ mang tính tham khảo. Giá mua tại vườn nhà quý bà con, giá xoài hôm nay cụ thể như sau. Xoài cát Hòa Lộc mua xô 330g trở lên 55.000 đến 65.000 đồng mỗi kg. Xoài cát Hòa Lộc mua lựa 70.000 đến 80.000 đồng mỗi kg. Xoài cát chuồng mua xô 28.000 đến 32.000 đồng mỗi kg. Xoài Đài Loan xanh mua xô 14.000 đến 16.000 đồng mỗi kg. Xoài Đài Loan vàng mua xô 23.000 đến 25.000 đồng mỗi kg. Xoài ba màu mua xô có giá từ 20.000 đến 25.000 đồng mỗi kg. Xoài tượng da xanh có giá và 20.000 đồng mỗi kg. Giá có thể chênh lệch từ 1.000 đến 2.000 đồng mỗi kg tùy theo lái, tùy theo khu vực và tùy theo sức mua từng nơi khác nhau nha quý bà con. Quý bà con nào đã bán có giá xin vui lòng bình luận bên dưới để cập nhật chính xác tình hình giá xoài cho bà con tham khảo nha. Ngoài giá xoài kênh còn cung cấp giá mít, giá thanh long, giá sầu riêng, giá lúa, giá phân bón cho quý bà con tham khảo nữa nha. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi kênh Nhà Nông Miền Tây. Hãy nhấn nút đăng ký để theo dõi thêm nhiều thông tin của kênh. Xin kính chúc quý bà con nhiều sức khỏe, may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại.